250 tác phẩm gồm tranh, tượng, ký họa đã được họa sĩ Trần Vinh Lưu chọn lọc mang ra triển lãm lần này với chủ đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thể hiện sức sáng tạo bền bỉ của ông trong gần nửa thế kỷ qua. Với hạt nhân cảm xúc của ông là những ảnh hưởng to lớn của Bác Hồ với nhân dân, bộ đội với Bác Hồ, ông đã có nhiều tác phẩm về đề tài này, nổi bật nhất là bộ tranh khắc gỗ thể hiện xuyên suốt khí thế cách mạng của nhân dân cả nước từ năm 1945 đến nay, khi thực hiện lời kêu gọi của Bác mà ý tưởng sáng tác cũng như nghệ thuật bố cục được ông ấp ủ trong 10 năm qua. Xin chào họa sĩ Trần Vinh Lưu ạ. Tôi xin chào chị. Ông chuẩn bị để ra mắt triển lãm này có mất nhiều thời gian không ạ? Như thế là tôi chuẩn bị cho cái phòng triển lãm này thì phải nói là vẽ thì như thế là trên 40 năm. Thế nhưng mà cái thời gian chuẩn bị như thế là mất khoảng vài tháng, vì sau khi nhận được cái điện của Sở Văn hóa Hà Nội là vào cái dịp 29 thành lập nước, cho nên là yêu cầu tôi mang tranh để triển lãm nó phù hợp với ông đó. Tôi thấy là trong quyển sổ cảm tưởng của những người đến xem có rất là nhiều. Ông suy nghĩ thế nào khi đọc những cái dòng tâm tư của họ ở đây? Nói về cảm tưởng thì phải nói là nhiều bài đúng là tôi xem và đám đốc phải chảy nước mắt. Vì họ nói quá thật, mà tôi cũng đã thật thà rồi, mà trong ấy còn thật hơn cả tôi nữa. Nói rất là sâu vào, đi vào khía cạnh của riêng tư về tâm hồn của người vẽ mà này, gợi lên cái nét thầm kín trong tranh, tôi quá xúc động. Có thể thấy là hình tượng của Hồ Chủ tịch là một hình tượng rất là lớn trong những sáng tác của ông. Không biết là đã bao giờ ông gặp Bác chưa ạ? Tôi thì chưa trực tiếp gặp Bác, nhưng có một lần như thế là đến cái trung đoàn 600 để làm giúp cái phòng truyền thống cho trung đoàn, thì ngủ bên đấy thì sáng dậy thấy Bác tập thể dục bên kia bờ ao, thế là tôi ở bên đây, thế tối đến nằm anh em thì tâm sự anh em mới kể chuyện về Bác Hồ, thế là có cảm xúc từ đấy là vẽ về Bác Hồ nhiều hơn. Tôi có khoảng gần 10 bức tranh về Bác Hồ, 9 bức tất cả. Vậy thì trong suốt sự nghiệp sáng tác của mình có những tác phẩm nào vẽ về Bác mà ông thấy đặc biệt nhất? Trong quá trình vẽ bức tranh về Bác Hồ thì có 4 cái bức này là bức tranh tôi nghĩa là dành 10 năm trời để suy nghĩ sáng tác, vì cái bố cục nó nhiều người, mà thứ hai là phải có nhịp điệu, bởi vì Bác Hồ kêu gọi nó 4 năm mà quân và dân cả nước thực hiện. Thế thì tôi sử dụng như thế là bức tranh thứ nhất là đi theo mặt trận Việt Minh, bức tranh thứ hai là đánh đổ đế quốc phong kiến, bức tranh thứ ba nữa là quyết tâm thống nhất Tổ quốc, bức tranh thứ bốn là phấn đấu dân giàu nước mạnh. Thì 4 bức này là nó toát lên cái nội dung lời kêu gọi của Bác, vì nó lớn quá cho nên là tôi tổng quát đưa tính khái quát cao cho nên nó hơi vất vả. Tôi cũng thấy là có rất nhiều bức tranh vẽ bằng mực nho ở đây rất là đẹp. Tôi thấy là hiện nay thì không có nhiều họa sĩ chuyên tâm về chất liệu này. Vì sao ông lại yêu thích thể loại mực nho ạ? Vì tôi có xem các cái bậc thầy của Việt Nam ngày xưa, thì ông Tô Ngọc Vân, thế rồi đến thầy Lương Xuân Nhị, cho nên thầy Nguyễn Thụ là cũng vẽ mực nho. Thì tôi lại có cái ưu thế là thuận hai tay hai bút, cho nên một tay mới bút nước, một tay bút mực, cho khi đặt cái là nó nhòe, nó rung cả, ngay trông đã thấy đẹp rồi. Thế là mới đầu vẽ mực nho nhiều. Có không nhiều họa sĩ có thể mở một triển lãm riêng về chủ đề là học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Vậy thì thông qua triển lãm này ông có cái mong muốn gì lớn nhất? Thông qua cái triển lãm này thì tôi hôm qua tôi cũng nói chuyện với chú Bằng Lâm là phó chủ tịch thường trực Hội Mỹ thuật Việt Nam, là chú làm sao phải có ý kiến các trường đào tạo cho sinh viên sau này như thế nào, làm sao mà vẽ hình họa phải vững, thứ hai là phải có ký họa thì mới phát huy được cái bản chất nghệ thuật của dân tộc Việt Nam, giữ được cái bản chất của dân tộc Việt Nam, chứ không thì mai một thì mất đi hết. Bởi vì giờ vẽ là do các cháu chưa vẽ vững hình họa đã bắt đầu cách điệu bóp méo rồi, thì người ta xem tranh không hiểu cái gì cả, thế không hiểu gì thì làm sao mà biết được nội dung cái tranh nó nói gì. Thế cho nên vì thế tôi hôm qua cũng có trao đổi chú Bằng Lâm là hội có trách nhiệm nói với các trường đào tạo các cháu sinh viên ra làm sao phải phát huy cái truyền thống của dân tộc của cha ông ta trước đây, đồng thời nữa là phải nghiên cứu cả cái học về Hàn Lâm của thế giới để mà khi vẽ hình làm sao phải vững chuẩn đấy, nó có tỷ lệ của nó thì trong bức tranh nó mới có nội dung. Có không nhiều họa sĩ có thể mở một triển lãm riêng về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Vậy thì ông mong muốn gì lớn nhất khi mở triển lãm này? Tôi thì mong muốn cái lớn nhất sau cái triển lãm này, thứ nhất là về cái tư tưởng với đạo đức của Bác thì lớn quá, mà cả phòng tranh chỉ nói một khía cạnh nhỏ thôi. Thế nhưng mà cũng để muốn nói cái thế hệ trẻ đến xem, từ cái việc lao động của những nhân vật trong tranh cho đến mọi công việc làm, là đấy là cũng biểu hiện vấn đề học đạo đức Bác Hồ. Đối với các lớp trẻ mà yêu tranh hội họa thì tôi cũng chỉ có mong làm sao là các cháu như thế là chịu khó học hình họa nghiên cứu cho nó kỹ và chịu khó ký họa nhiều,
thì sau này tranh nó vững được. Bởi vì trong tranh tôi nghĩ là nội dung là quan trọng nhất, rồi đến bố cục thứ hai, đến màu sắc thứ ba, rồi thì đến các cái đường nét các thứ mảng khối thì nó cũng là vấn đề, nhưng mà quan trọng nhất là nội dung. Xin cảm ơn họa sĩ Trần Vinh Lưu. Vâng, cảm ơn chị.